Bùi Tiến Dũng khoe ảnh con gái diện trang phục Giáng sinh đáng yêu. Nam Trung Vệ thường xuyên chia sẻ những khung ảnh của nhóc tì đầu lòng. Hiện tại bé gái là niềm vui lớn nhất đối với anh. Nhóc tì chỉ mới gần 2 tháng tuổi nhưng cũng khá hợp tác với bố để cho ra đời những khoảnh khắc dễ thương. Bùi Tiến Dũng dành lời ngọt ngào cho cục vàng. Mới đây nhất trên trang cá nhân, Nam Trung Vệ vừa chia sẻ hình ảnh đời thường thân thiết bên cô công chúa nhỏ. Con gái Tuệ An được ba mẹ chuẩn bị cho set đồ từ quần áo, nón đội đầu, vớ đeo chân, đều theo tông màu họa tiết lễ Giáng sinh khá bắt mắt. Đây cũng là năm đầu tiên bé được đón Noel với ba mẹ. Anh còn dành những lời yêu thương cho thiên thần nhí. Susie ngoan của bố chúc Giáng sinh đầu tiên của con sẽ thật dịu nhẹ. Cảm ơn Si đã luôn hào phóng tặng cho bố những nụ cười đáng giá 5 sao. Mặc dù dịch vụ chăm sóc còn hơi tệ, những cái chạm tay bất ngờ, những ánh nhìn long lanh non nớt giúp bố có thêm sức mạnh để có thể bảo vệ mẹ và Si trên con đường sắp tới. Bùi Tiến Dũng thích thú vô cùng trong những giây phút được ngắm cục vàng nhỏ bé của mình. Ngay lúc này, ngoài công việc thì anh dành hết thời gian để ở bên cạnh chăm sóc. Chứng kiến được sự lớn lên và thay đổi hàng ngày của Tuệ An, đối với anh đây là điều hạnh phúc và không thể bỏ lỡ, vì tuổi thơ của con là điều sau này có muốn cũng chẳng thể lấy lại. Bùi Tiến Dũng mua xe hơi tặng vợ. Cách đây vài ngày, Nam Trung Vệ khiến nhiều người ngỡ ngàng trước hình ảnh anh đưa Khánh Linh đến trung tâm nhận bàn giao xe ô tô tiền tỷ. Theo đó, Bùi Tiến Dũng âm thầm đi tư vấn lựa chọn dòng xe hơi đắt đỏ và bỏ ra số tiền hơn 2 tỷ đồng để mua quà cực đặc biệt dành riêng cho bà xã nhân dịp cô hạ sinh nhóc tì đầu lòng và con gái cưng tròn 1 tháng tuổi. Trên trang cá nhân, Khánh Linh bày tỏ mẹ và Si lại có quà, cảm ơn chồng đã luôn dành cho vợ những điều tuyệt vời nhất. Đối với Bùi Tiến Dũng, đây là những tháng ngày hạnh phúc với các trải nghiệm lần đầu lên chức. Anh khá đảm đang, khéo léo trong việc chăm sóc con gái cưng như ru ngủ, giặt quần áo cho con, ti sữa. Đặc biệt, Nam Trung Vệ không quên sự hy sinh mà vợ dành cho tổ ấm. Anh cảm ơn em đã cho anh được làm người bố và cũng như là người chồng của gia đình. Mọi sóng gió và thử thách trên cuộc đời này luôn luôn có anh ở bên em. Cùng em vượt qua em nhé, anh thương yêu hai mẹ con nhiều.